Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình nha mọi người. Các bạn ơi, hôm nay mình có dịp đi đến Thánh đường Tắc Sậy nè quý vị, để viếng trai Diệp ha. Và mình sẽ ghi lại quang cảnh của nhà thờ Tắc Sậy ha. Bữa nay là chiều mùng 5 Tết rồi quý vị. Đây, khách hành hương rất là đông ha. Đây, cũng lâu lắm rồi mình mới có dịp quay lại chỗ nhà thờ Tắc Sậy nè quý vị ha, để viếng trai Diệp ha. Đây. Đây là trước quang cảnh bên đường của nhà thờ Tắc Sậy quý vị. Bán rất là nhiều đồ ha, quán xá. Đây, bán khô này kia nè quý vị. Tôm khô, cá sặc rằn ha. Đấy, rất là đông quý vị. Đây, tấp nập ha. Ở bên đường thì phơi khô luôn quý vị. Đấy, xô cá bổi quá bự quý vị, hết biết rồi. Mọi người thôi quý vị ha. Đấy, đây là hoàn cảnh xung quanh ha quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào khu Thánh đường Tắc Sậy để tham quan quang cảnh của ở đây quý vị ha. Và sẽ đi tham quan cái phần mộ của trai Diệp ha. Rồi mình tiến vào bên Thánh đường thôi quý vị ha. Đấy. Xe ra vô rất là đông quý vị. Hôm nay trong bãi đậu xe của Thánh đường rất là đông ha. Giờ này cũng khoảng cỡ 4 giờ chiều rồi quý vị. Đây. Đây trước cổng nhà thờ thì có trưng rất nhiều hình của cha ha. Đây quý vị. Đây ha. Đây, có bán quà luôn quý vị ơi. Đây. Xe ra vô rất là tấp nập ha. Đây hai bên ha. Trưng có để ảnh của cha Diệp quý vị. Đây. Đây quý vị. Bên trong sân của nhà thờ quý vị. Đây. Xe rất là đông ha. Đây. Đây. Ở bên đây là xe của mấy khách hành du khách ở mấy cái du khách ở xa đi bằng xe Honda hay quý vị ha. Đây. Kia là đường tượng của Đức Mẹ ha. Đây. Còn đây đây là tượng của Đức Cha. Bây giờ mình sẽ tiến vào ngôi chỗ thánh đường của Tắc Sậy trước ha quý vị ha. Đây. Đây là thánh đường của Tắc Sậy được quý vị. Đấy. Rất uy nga tráng lệ ha. Bây giờ mình sẽ tiến vào quý vị. Hôm nay khách hành hương về đây rất là đông nha. Quý vị thấy xe đậu tấp nập luôn. 16 chỗ, 7 chỗ. Đấy. Mình sẽ đi dài dài tiến lên trên cái thánh đường trước ha quý vị ha. Thánh đường chính Tắc Sậy. Thì cha Diệp cũng là một bậc giác ngộ ha quý vị. Đây, quý bậc giới thụ bậc giác ngộ ngày xưa. Trong trong giáo dân ha, còn các cha đối với người bậc giác ngộ thì không sợ chết là gì ha quý vị ha, vẫn trung thành ở lại với giáo dân ha, mặc dù quân Nhật tiến vào ha, dân thời đó thì cũng đòi vợ cha đi ha, nhưng mà cha không chịu ha, sẵn sàng chết vì chung với giáo dân, đấu tranh tư tưởng cho đạo đạo pháp ha. Đấy. Hôm nay là mùng năm Tết đó quý vị, thành ra là có rất là bài trí rất là nhiều hoa trước trước thánh đường Tắc Sậy. Đây có hai cây mai ha quý vị ha. Đấy. Mình ấn tượng nhất là cái này nè quý vị. Đây mình thì thích chơi cây cảnh ha. Đây là hoa lan ha quý vị, lan hồ điệp, không biết này là thiệt hay giả quý vị. Hoa thiệt nha quý vị. Đây qua thì kết lại hồ điệp thì rất là lâu tàn ha, mặc dù rời khỏi thân nhưng mà rất lâu tàn quý vị. Đây là qua thiệt nha, chứ không phải qua giả nha quý vị. Ủa không phải gì bằng mũ gì vậy, sorry nha. Làm bị gan thiệt luôn. Đây. Được bài trí bông thọ rất là nhiều ha. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến lên trên
vào thánh đường, không biết giờ này có mở cửa không quý vị ha. Đây quý vị, từ trên chánh điện của nhà thờ Đắc Sảy quý vị, thánh đường ha, nhìn xuống nè quý vị thấy nè, xe rất là đông nè. Đây, đấy, khách hành hương về đây rất là đông, có mấy cây cảnh ngoài kia rồi quý vị, bố trí mấy cây xanh rất là đẹp ha. Đấy, mình vượt khoảng cỡ từ quê mình, từ chợ mới An Giang đến đây khoảng cỡ 200 cây số quý vị, từ sáng giờ viếng một vài nơi, chỉ viếng một chỗ mẹ Nam Hải, qua Quan Âm Phật Đài mà đến đây khoảng cỡ 4 giờ mới đến đây ha, rất là xa quý vị nha. Đây là 10 vị đệ tử, đại đệ tử của Đức Chúa Giêsu ha. Đây, bố trí tại hành lang phía bên ngoài ha quý vị ha. Đây, 10 đệ tử của Đức Chúa. Đây, trong thánh đường giờ này không có mở cửa ha, thành ra mình không có vô tham quan được quý vị. Mình chỉ được đi phía bên ngoài thôi quý vị. Phía sau này đang chạm chỗ chắc là hình Đức Chúa Giêsu quý vị. Đây là tượng Đức Chúa Giêsu đang làm hay gì bằng gỗ hay gì ha, đang làm hay làm rồi gì không biết, chắc làm rồi quý vị. Tất cả các tượng này đều bằng gỗ hết đó quý vị ha, rất là đẹp nè. Chủ nhật thanh lại 7 giờ, 9 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 9 giờ và 15 giờ, 17 giờ. Có giờ để hành lễ hay quý vị ha. Đây, trên cánh cửa đi vào trong thánh đường thì có khách mấy chân dung. Có các vị đệ tử của Đức Chúa ha. Không biết phải không quý vị. Có gì mình nói sai quý vị comment cho mình ha. Bên đạo thì mình không rành gì hết, những cái dụng cụ của các chị này cầm mà mình không rành không hết quý vị ha. Nào giờ mình chỉ biết cái thánh giá nè, như vậy này cầm thánh giá thì mình biết, còn những cái dụng cụ kia mục đích để làm gì thì mình không biết ha. Một quyển sách, một cây kiếm, còn hình ảnh này nó lên gì mình cũng không rành không biết. Nhà thờ rất là lớn thưa quý vị ha. Đấy, đây, có những bức điêu khắc ha. Này bằng có bằng xi măng quá, xi măng cái gì quý vị. Đây, hình này mình biết nè, các thiên thần nè, đây, bay xuống gia hậu. Đây quý vị, đi vào hành lang phía bên trái nè, từ ngoài đi vô ha. Đây, đây, ở dưới là giáo dân đang dân chúng ở các nơi ha, ngoài đạo Thiên Chúa ra còn cái đạo khác cũng đợi hành hương ha, xin bái ha. Đây, đây là hình ảnh trong
giáo đường ha. Mình thì không được phép đi vào quý vị, tại do là đóng cửa quý vị. Mình chỉ đứng phía bên ngoài quay vô cho quý vị coi thôi. Đây. Rất là rộng quý vị, rất là rộng, rất là thoáng ha. Giờ rất là quy nga ha, toàn bộ bằng gỗ ha. Đây, rất là đẹp quý vị, ở phía ngoài mình nhìn vô rất là đẹp ha. Đây. Bên hông có cái cầu thang lối đi xuống không quý vị? Mình không biết đi xuống dưới được không? Này, này lối đi xuống đất được phải không chị? Đi xuống đất được quý vị. Đi xuống đất. Cái này tầng 2 ha, cái này là tầng 1 rồi. Mình tiến ra coi tầng 1 rồi, như thế nào không có gì ha. Đây, mình ghé vô cái khu ở phía dưới tầng 1 có gì. Đây. Bên trong cũng là một cái giảng đường ha. Rất là thoáng mát quý vị. Tầng 1 này thì không có trang trí giống như là tầng 2 ha. Chỉ là một cái nơi cái hội trường đơn giản thôi. Còn trên tầng 2 thì hội trường đẹp hơn nhiều ha. Bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài ha, này ở dưới chân tượng của Đức Giêsu ha. Đấy. Do là ngày lễ nên làm cái nơi để trang trí trước cửa thánh đường ha. Bây giờ mình qua những cái nơi ở phía bên phải, bên trái từ ngoài đi vô. Tiếp tục tầng 1 đi xuống quý vị ơi. Có mấy cây xanh đẹp quá quý vị, rất là lớn ha. Đây, trước mắt chúng ta là một cây xanh rất là lớn quý vị. Đa số đây là cây xanh không quý vị. Đây. Cái chậu này điêu khắc không rất là đẹp quý vị. Đất trên đây là đất mà thang nước á, để lên và đất ha, trồng quý vị ha. Mấy cây xanh này cũng khá độc đáo ha. Rất đẹp. Được tỉa tán rất là kỹ lưỡng ha. Đây, tay cành được uống cách liền ha. Đây có gốc me. Đây quý vị, phía tầng trệt chỗ trong thánh của lễ có thánh đường chính nè quý vị. Quá thoáng mát ha. Nè. Ở dưới này thì chỉ là một cái khoảng trống thôi quý vị. Có những cái bảng tạ ơn. Đây. Tạ ơn những người chắc đóng góp xây dựng quá. Ở cây cột nào cũng vậy quý vị, đều có để cái bảng tạ ơn ha. Đây quý vị. Tất cả các cây cột đây đều có hết nè, dưới chân của thánh đường nha. Ở Đắk Lắk rồi là ở là Mỹ nè, Đông Hải, Long Xuyên, những người ở các nơi gì đây đóng góp ha.
mình có điều để tạ ơn ha. Tất cả cái gột đều có bạn tạ ơn quý vị. Mình đi tiến qua bên phía bên trái đi vô có mấy cái ngôi thờ. Ở đây có một cái lối kiến trúc cũng khá hay ha quý vị ha, bằng gỗ đang xây dựng lên từ từ. Đây, đây hình ảnh của Đức Chúa. Đây có mấy chậu cây đẹp quá quý vị ha, được tỉa tán rất là tuyệt vời ha. Ở đây rất là mát quý vị. Đấy. Đây. Hình ảnh của Chúa ha. Thánh gia. Thánh gia là gia đình của Chúa ha. Vậy là cái tượng nhỏ đó là Đức Chúa hồi nhỏ thôi con. Con thấy người trong đạo chỉ vậy hả? Vậy hả? Về đạo thì mình không rành không hết quý vị ha. Mình chỉ đi đây, bên trong này là có để các vị ấy nè, hình như đây là phần mộ của cha Trương Bửu Diệp thì phải. Đúng rồi quý vị. Đây là hình ảnh của cha Trương Bửu Diệp. Đây là phần mộ. Ở đây có khối gỗ tạc tượng rất là đẹp quý vị. Đây, hình ảnh của Chúa. Đây, trên gỗ hình ảnh của Chúa nè quý vị. Điêu khắc rất đẹp đó quý vị ha. Cái này chắc bằng gỗ nguyên khối quý vị ơi. Nguyên khối luôn ha. Đấy. Rất là công phu ha quý vị ha. Quá tuyệt vời luôn. Đây quý vị, mọi người đang cúng nước của cha Diệp. Nghe nói ta đem nước vô cúng rồi sau đó lấy nước này về uống ha quý vị ha. Để cầu những gì mà người ta mong muốn quý vị. Cầu phước báo hay cầu này cầu kia đó quý vị. Đây là mấy pho tượng của cha Diệp ngày xưa ha. Đấy. Tiến qua bên cái ngồi bên đây gì? Ở đây trồng rất là nhiều cây xanh không quý vị ha. Cây xanh được tỉa tán rất là đẹp ha. Ở đây thì không có cây gì khác mà cây xanh này. Có được cây me với cây sung, có bển có cây sung khá đẹp. Đây, cái gì? Buổi chiều mùng năm Tết ha. Đây. Đây cũng là pho tượng của Đức Chúa của cha Diệp ha. Ở trước đây được xây dựng bằng cách những cái khối gỗ chồng lên nhau rất đều ha, rất đẹp cái gì ha. Đấy, sơn cầm lắc ha. Công phu lắm đó quý vị. Đây.
Đây quý vị, mình đi qua phía bên này ha. Những lãm hoa này có rất nhiều người chụp hình ha, check in. Đây chú chậu bông cúc to đùng nha quý vị. Mình đi vào bên trong ha quý vị ha. Đây gọi là nơi an nghỉ cha Francisco Trương Bửu Diệp. Đấy. Đây quý vị, mình sẽ đi tiến vào đây ha. Rất là nhiều người đến đây để hành hương chiêm bái nha. Đây quý vị, rất là đông. Bên đây hình ảnh chắc pho tượng của cha ha. Đây. Và Đức Chúa. Mình ghi gì là sao hả chị? Mình ghi gì là sao hả? Hiểu hay gì ha. Trên tay cha là một cuốn sách ha, là mình cầm viết ghi, không biết ghi gì ở đây ha. Viết thì không thấy ra mật hay gì ha, không hiểu nổi nghi thức. Đây quý vị, những khối gỗ chạm chỗ mấy con phụng gì rất là đẹp ha. Ngôi thờ để Đức Chúa hay gì. Hình ảnh của cha. Cái này nó ghi gì là sao anh ha? Gửi là cầu nguyện vô. À, gửi là cầu nguyện vô ha. À vì là nãy giờ mà ghi như vậy là gửi là cầu nguyện vô cho cha ha quý vị. À, mình không hiểu, bây giờ mình anh này anh nói mình mới hiểu. Rất là nhiều người gửi là cầu nguyện ha. Bên kia nãy mình cũng thấy nữa. À, mình không hiểu, bây giờ mình mới hiểu cái gì ha. Bên kia có một phần mộ, qua bên đây cũng có một cái phần mộ của cha hay gì đó quý vị. Để mình vào xem ha. À, có rất nhiều người chiêm bái ha. Lúc đi có một đứa cháu nó bên đạo Công giáo ha, thì thường á bên đạo Công giáo thì thường đứa cháu là nó kiếm huệ trắng nè quý vị để dâng lên cúng ha. Đấy thì vào trong thánh đường này giờ bên để mà trong đây mình thấy toàn là huệ trắng không quý vị. Đây quý vị, toàn bộ cúng lễ trắng không, huệ trắng không. Anh cho hỏi đây là mộ của cha thôi anh. Bên kia cũng phần mộ, đây phần mộ nè. Cái nào mới là chính anh á? Không rành ha. Dạ. Bên kia một phần, bên đây một phần quý vị. Mặc dù khách hành hương rất đông ha, nhưng mà cái sự trang nghiêm rất là quý ha quý vị ha. Ai cũng sự trang nghiêm trong cái chút bức tượng với phần mộ của cha ha. Đấy. Đặc biệt là chỗ nơi quanh mộ của cha không có một tiếng động luôn ha.
mặc dù có rất là nhiều người đến hành hương quý vị ha, rất trang nghiêm quý vị. Có khác biệt một cái là rất là sạch sẽ nha quý vị, để ý không có rác nha. Trong giáo dân rất ý thức quý vị, và trong khuôn viên của trong thánh đường quý vị giữ vệ sinh rất là tốt quý vị. Đây. Đây quý vị. Đây. Ở đây trước ngôi thờ của Đức Chúa bên kia cũng có một cái, bên đây cũng có một cái, có những cây gỗ quý vị chạm chỗ mấy cái con phụng rất là đẹp quý vị. Đây. Đây quý vị. Bằng gỗ nguyên khối quý vị ha. Gỗ nguyên khối. Đây đây quý vị, đây là những mô hình ngày xưa của cha Trương Bửu Diệp ha, lúc ở Tắc Xậy nè. Đấy, cha xuống đây truyền đạo ha. Đây đây là những con chiên của cha, và có một hình ảnh cực kỳ sống động quý vị. Đây đây là hình ảnh mà mình thấy nè các bạn quý vị, khi cha bị trói, bị chặt đầu này. Thì mặc theo một lời kể của một người bạn ha, trên YouTube ha, lúc này chặt đầu cha thì cha ngước lên nói là ta tha tội cho hai con vì những hành động này, rồi sau đó cha bị chặt đầu và hai người này bỏ chạy vô rừng của mình ha. Đấy, đấy là những hình ảnh sống động. Sau đó cha về báo mộng lại cho nghe người đó kể là cha về báo mộng lại cho giáo dân biết cái xác của cha đầu mình đem xác cha về để chôn ở nhà thờ Tắc Xậy này. Đấy là mình nghe được những cái lời kể trên của một kênh YouTube ha. Đó, mình thực tại cho quý vị nhớ thôi, nghe thôi. Đây, đây là cái mô hình này là mô hình nhà thờ Tắc Xậy hiện thời bây giờ thấy quý vị nha. Đấy, mô hình thu gọn rất là đẹp quý vị, rất sống động. Quanh phần mộ của cha, giáo dân và những người hành hương chiêm bái rất đông, nhưng mà giữ sự trang nghiêm, không một tiếng ồn cũng vậy. Đây quý vị, ở đây có mấy con phụng mà chạm chỗ bằng gỗ, dưới chân là con hạt chứ, chân là con rùa ha. Đấy. Chào chỗ phần mộ của cha mình thấy là mấy cái quệ trắng rất là nhiều ha. Đây, đặc biệt đây là quý vị, qua ly và qua quệ trắng như vậy. Bên hình ảnh ra có quệ trắng, con đứa cháu nói quệ là trắng là sự tinh khiết ha. Đây, có bản chết vì đàn chiên ha, tối ngày 12 tháng 3 năm 1946. Đây, đây là hình ảnh sống động của mình gì. Mặc dù được giáo dân là bảo cha đi nơi khác ha, nhưng mà cha nhất quyết không chịu không quý vị ha. À, chết chứ không đi ha. Đây là sự can đảm. Đối với bậc giác ngộ thì sự sống chết của bậc giác ngộ thì nó không quan trọng đâu quý vị. Phải hiểu là cái lý vô thường của con người rồi. Đây. Đây, hình ảnh lúc cha Trương Bửu Diệp ở tại Tắc Xậy này truyền đạo quý vị. Đối với các giáo dân ở đây ha. Rất là sống động quý vị. Đây. Đây quý vị. Mỗi một cái mô hình là một câu chuyện ha, lúc thu hoạch mùa màng ha. Đấy. Thì dân mình cái ngày chủ yếu là nông nghiệp không quý vị ha. Đấy. Cũng
lúa đổ ra nữa quý vị. Đây. Còn mô hình bên đây là con rạch ha, và những ngôi gà bên bên trong con rạch đó, theo hoàn cảnh sống của thời cha Francisco ở trong cái trong họ đạo, rất đẹp quý vị. Trên chất tường này hình ảnh của cha Trương Bưu Diệp rất là nhiều ha. Rời khỏi nơi để hai phần mộ của cha ha. Đây, mình sẽ đi dài qua bên kia cho quý vị tham quan ha. Đây quý vị, mấy cái lư hương này đều có cái mấy thiên thần nhỏ này. Đây. Đây hành hương chim bái ha. Quý vị có thấy cái đặc biệt không? Đặc biệt là đốt đèn cài đó quý vị. Nến thì ở đây dấu dần chỉ đốt là đèn cài màu trắng gì, đây. Có một xài ngọn đèn cài màu đỏ. Đi cái gì à? Đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài đứng ra mình thấy thánh đường ha, đây, thánh đường rất là uy nga quý vị. Quý vị để ý vấn đề vệ sinh ở đây ha, không may xả rác. Bất cứ gì hết quý vị, vấn đề vệ sinh rất là an toàn, rất là sạch sẽ quý vị. Không giống như ở chỗ Quan Phật Đài ha, dân bên giáo dân bên đây và người dân người hành hương bên đây rất là có ý thức ha. Đấy, rất là nghiêm túc, tinh thần vệ sinh rất là cao quý vị. Đấy, ai cũng xách chai nước hết quý vị. À, cũng xách đồ ăn nước theo, nhưng mà không, người ta để người ta bỏ là bỏ vào những cái thùng rác ha, đúng nơi quy định đàng hoàng, không giống như những nơi khác ha. Đấy, giờ mình tiến qua bên khu bên kia quý vị. Đấy, đây có rất nhiều người chụp hình trước tượng của Đức Mẹ ha. Hai bên bố trí hai cây xanh rất đẹp. Chiều rất là đông ha. Xe tấp nập quý vị ơi. Bữa nay mùng 5 Tết quý vị, thành ra là số người đi hành hương về đây rất cũng rất là nhiều quý vị. Do là ngày Tết đó quý vị, thành ra là có những cái bố trí của không khí ngày xuân. Đấy. Khuôn viên nhà thờ Tất Sảy này rất là rộng ha. Đây, mình đi vào đây. Ở đây có mấy cái chậu nhiều cây tùng nữa quý vị. Quá đẹp ha, thành một khu rừng nhỏ ha, khu rừng tùng nhỏ ha, dưới cái bể chậu giả độc đó, thành ra có những cái chỗ để dành cho những cái người check in ha, chụp hình ha. Đấy, như vậy ha, rất là đẹp ha, vị trí rất đẹp. Đây, cách thành hương này rất đông như vậy. Đây quý vị, quá đẹp luôn quý vị. Ở trước hình của Đức Mẹ ha, Đức Cha gì ha, đều có quệ trắng như vậy. Cây xanh được bố trí mấy đống lá đẹp quá quý vị.
đây có tượng cha Trương Bửu Diệp. Đây. Cây cảnh ở trong này mình chủ yếu mình thấy cây xanh là nhiều quý vị. Đấy, những gốc xanh chứ mình không thấy cây khác, có một cây vài cây, một hai cây me rồi người quế. Truyền giáo đường gian là nó sắp tới giờ hành lễ quý vị. Đây, đây những ngôi già cây để phục vụ ngay ngày Tết. Bên trong đây có mấy cái ghế để ngồi nghỉ chân. Đây, quý vị đây ha, vấn đề vệ sinh đây rất tốt quý vị ha, cực kỳ tốt luôn, không có một miếng rác quý vị ha. Đây, khu vực nhà vệ sinh rất rộng quý vị. Đấy. Ở trên có nóc có nhiều cái tầng chứa nước ha. Chưa có bồn rửa tay và có mặt kiến đầy đủ ha. Đấy. Bố trí rất là tốt quý vị. Đấy. Bây giờ mình đi vào trong này ha quý vị ha. Phòng sinh lễ. Đây mình tiến vào khu vực này không có gì ha. Hoàng sinh lễ. Rất là mát cái gì là gió. Mát kia vậy. Gửi lời nguyện cầu cho cha. Hình ảnh Chúa. Bức tượng bằng gỗ gì. Đây quý vị. Rất độc đáo. Quá đẹp. Cha gửi lời đây cũng ghi là nguyện cầu giáng hồn lần thứ hai của cha Trương Bửu Diệp. Đây quý vị. Giáng hồn lần thứ nhất của cha. Vậy là bên đó là cái giáng hồn lần thứ hai của, còn đây là giáng hồn lần thứ nhất do nó mục theo thời gian đó quý vị. Thì là hai loại hai cái hồn. Đây. Trước thì có rất là nhiều ấy. Đây tiếp tục quý vị, ở đây được trưng mấy cái lãm qua bằng mũ ha. Đấy.
Đây quý vị, mình rất thích mấy cái bình cái bằng cây này quý vị. Đây. Đấy. Ta làm chỗ bằng cây. Rất là đẹp ha. Đây nè quý vị. Mấy cái bình này chắc giá trị lắm ha. Đấy. Quá đẹp quý vị. Đây. Chạm hình rộng ha. Đấy. Hai bên có hai cái bình ha. Trên có cái lãm hoa hay gì nha. Bình hoa chạm chỗ rồng rất công phu hay gì nha. Cái bên trong này có một cái nơi để tượng cha Trương Bưu Diệp ha. Để trong khuôn viên này quý vị, hình ảnh cha Trương Bưu Diệp thì có khắp mọi nơi ha. Đây có chị về lúc nào cũng vệ sinh lao liên tục cái gì ha. Mình thấy vấn đề vệ sinh ở trong khuôn viên này rất là sạch sẽ quý vị. Đây là một tinh thần rất là tuyệt vời ha. Đấy. Giữ vệ sinh cho tốt là một điều sinh xanh sạch đẹp là vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày ha. Đặc biệt là ở khuôn viên rộng và lớn như thế này, ai cũng cầm chai nước uống nè quý vị. Đấy. Mà không thấy một cái chai nước hay cái bọc ni lông nào ở trong khuôn viên hết. Đây là tinh thần nó nói rồi, vô cùng hay ha. Còn ở những ở chỗ Quan Âm Phật Đại thì thôi thôi. Đấy. Ở đây kỷ luật rất là cao, tính kỷ luật rất là cao. Đi dài qua đây không quý vị ha. Ở đâu? Đây các giống như cái trường học đó. Đó là trung tâm hành hương của cha Trương Bưu Diệp. Đây quý vị, đây là những cái cảnh trí để trong vào ngày Tết ha, trong của cha Trương Bưu Diệp chỗ giáo xứ Tắc Xạy không vậy ha. Đây mình đi vào đây quý vị, đây bên đây có mấy cây sứ cùi quý vị, mấy cây sứ cũng khá đẹp ha quý vị ha, một cái gốc sung cũng có quý vị. Đây. Sung quá khủng à. Sứ nè. Về cây cảnh thì ở đây cũng cây cảnh cũng thường thôi quý vị. Nó không có cây gì đặc biệt hết ha. Đây, hình ảnh Đức Mẹ. Cây xanh là chuối tùng. Còn bên trong này là sứ, nguyên khuôn viên có mấy gốc khế cũng khủng khủng đó quý vị. Đây, nguyên khuôn viên này chủ lực là ba cái cây sứ là nhiều ha, có mấy gốc khế quá cũng bự quá bự cái gì. Đây sứ nở rất đẹp ha. Rồi, video đi tham quan nhà thờ Tắc Xạy Tết năm 2024 đến đây kết thúc các quý vị ha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo ha. Đây. Đây là trung tâm ha. Trung tâm hành hương. Cái trung tâm. Rồi, tạm biệt hết tất cả quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ha. Đấy, ở đây cũng có mai cái gì mà mai nhỏ nhỏ không? Không có mai khủng mà chủ lực là cây xanh quý vị, cây xanh là nhiều. Rồi tạm biệt hết quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo ha. Ra xe đi tiếp tục để tiếp theo quý vị nha.
quá trời nay luôn á.